Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là củ đề bãi của xe Suzuki 550kg đến 750kg. Đây là sản phẩm hàng bãi, đã được test rất là ok, thử điện, lao ầm ầm trước khi gửi cho anh em. Đấy. Cái củ đề của con này thì nhìn nó hao hao với giống của Toyota, nhưng mà cái chân bắt của nó cũng khác này, và cái mõm của nó cũng khác. Đây là cái bánh răng lai đề để giúp đề chuyển động đấy ạ. Đây là hai tai bắt đề. Đây còn gọi là cóc đề hay còn gọi là dơ le điều khiển đề. Đây ạ. Đây là cái phần giắc điện của nó hoạt động đấy ạ. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dơ le, cái củ đề bãi của xe Suzuki 550kg đến 750kg. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.